Chào các bạn, nhắc đến lịch sử Việt Nam, chúng ta thường nói đến những vị anh hùng với những chiến công vang dội. Tuy nhiên, bên cạnh những người anh hùng thực thụ đó, còn không ít những kẻ cơ hội, họ đánh đổi vận mệnh của cả dân tộc chỉ nhằm củng cố địa vị và quyền lợi, sự giàu sang phú quý của bản thân trở thành vết nhơ cho ngàn đời sau. Hôm nay, tôi xin giới thiệu đến các bạn hai nhân vật lịch sử. Kẻ có tài, người có trí, nhưng những gì mà họ để lại chỉ là nỗi buồn và sự thương hại của nhân dân ta về tài năng và trí tuệ của họ. Chiêu quốc vương Trần Ích Tắc, một kẻ tài hoa nho nhã nhưng tràn đầy dã tâm. Chiêu quốc vương Trần Ích Tắc, sinh năm 1254, mất năm 1329, là một hoàng tử nhà Trần. Ông là con của Trần Thái Tông, em cùng cha khác mẹ với Trần Thánh Tông và Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải, một người cực kỳ thông minh, văn tài bậc nhất, tinh thông lục nghệ, thậm chí cả những nghề chơi vặt vãnh như đánh cờ đá cầu cũng đều xuất sắc. Nhà Trần xuất thân từ nơi thôn dã, lập lên cơ đồ nhờ binh nghiệp và mưu trí hơn người, đã sản sinh ra rất nhiều nhân vật học vấn uyên bác, sành về văn thơ như Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn. Nhưng dân gian vẫn thường biết đến họ là những võ tướng bách chiến bách thắng. Chỉ riêng Trần Ích Tắc lại là con người của văn chương chữ nghĩa. Chiêu quốc vương nổi tiếng là người tài hoa phong nhã, bậc nhất kinh kỳ, một người sành sỏi và tinh tế trong cả văn chương và các ngón chơi, kết giao với những bậc văn nhân học rộng tài cao nhất thời bấy giờ. Phía bên phải phủ đệ của mình, ông mở học đường để chiêu tập văn sĩ khắp nơi về ăn học miễn phí. Trong số những người qua phủ chiêu quốc vương có cả Mạc Lĩnh Chi, Trương Hán Siêu. Bởi thông minh hiếu học, kết giao với nhiều nhân sĩ trí thức nên con người ông có tham vọng vô cùng lớn, tự cho tài nghệ của mình chẳng kém ai. Trong lòng ông ngầm bất phục khi hoàng huynh Trần Hoàng được vua cha trao ngôi báu chính là Trần Thánh Tông. Bởi vậy mà ông nuôi giấc mộng làm bá vương. Và cái thời cơ ngàn vàng đó cuối cùng cũng đã đến. Ở phương Bắc, triều đình nhà Nguyên đã có ý định xâm chiếm Đại Việt. Chiêu quốc vương như cá trên cạn nay gặp được dòng nước lớn, ông mừng thầm trong lòng sẽ mượn tay quân Nguyên để giúp mình lên làm vua. Bởi vậy mà trong sự kiện trọng đại tạo nên hào khí Đông A vang động cả trời Nam thời bấy giờ, vua Trần mở hội nghị bình than để hỏi ý kiến các vương hầu. Trong khi phần lớn tôn thất xin đánh, kể cả cậu thiếu niên Trần Quốc Toàn, thì chiêu quốc vương Trần Ích Tắc cầm đầu một nhóm nhỏ muốn hàng. Vào năm 1285, 50 vạn đại quân Nguyên Mông ồ ạt xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc ào ào như thác đổ, nghiền nát bao nhiêu cánh quân Đại Việt và khiến kinh thành Thăng Long thất thủ. Thì đó cũng là lúc Trần Ích Tắc mang cả gia quyến cùng một số người khác trong hoàng tộc dâng thư hàng giặc. Thời đó được theo ngoại bang bán nước, bị luật pháp trị tội rất nặng. Tuy nhiên với trí tuệ siêu việt của mình, không gì khó hiểu khi Trần Ích Tắc tự tin rằng thế nước sắp tàn, bó ngựa Nguyên Mông đã săn phẳng khắp Á Âu thì xá gì nước Đại Việt nhỏ bé. Đại Việt chắc chắn sẽ thua, vua tôi nhà Trần đều sẽ trở thành tù binh thì lấy ai chỉ tội làm phản của ông. Chiêu quốc vương càng tin vào điều đó khi vừa hàng giặc, ông đã được tướng giặc hứa rằng sẽ tâu với hoàng đế nhà Nguyên cho ông làm An Nam quốc vương. Trần Ích Tắc không thể nào ngờ nổi, chỉ mấy tháng sau khi ông ta hàng giặc, đại quân Nguyên Mông đã bị đánh tan tác, thoát hoan tháo chạy về nước. Trần Ích Tắc và những kẻ đầu hàng khác lóc cóc chạy theo sau. Tuy ở xứ người nhưng ông vẫn không nguôi giấc mộng làm hoàng đế của Đại Việt. Ngày lầy qua đêm khác, ông tìm đủ mọi cách để nhà Nguyên tiếp tục chinh phạt phương Nam. Với tài ăn nói của mình cộng với tham vọng làm bá chủ thế giới của triều đình nhà Nguyên, quân Nguyên Mông đã 3 lần liên tiếp tiến đánh Đại Việt với chiêu bài đưa An Nam quốc vương về nước, gây lên biết bao sóng gió khổ cực cho nhân dân ta. Tuy nhiên, sau 3 lần chinh phạt Đại Việt thì cả 3 lần quân Nguyên đều đại bại. Chiêu quốc vương cùng với đám tàn quân nhà Nguyên nhục nhã quay về phương Bắc. Cũng kể từ đó, vị vua Bù Nhìn An Nam quốc vương ngày ngày sống trong tủi nhục của kẻ phản loạn, ngày đêm mong muốn được trở về quê hương mà trong lòng u uất. Năm 1289, sau khi định công ban thưởng cho những anh hùng trong cuộc kháng chiến, Trần Nhân Tông cũng đưa ra hình phạt với những kẻ phản bội. Trần Ích Tắc
bị quân dân nhà Trần gọi là ả Trần Ích Tắc, hàm ý giễu cợt, chê bai ông hèn nhát như đàn bà, đời đời bị chê trách. Nhân vật vua Gia Long Nguyễn Ánh, kẻ cõng rắn cắn gà nhà. Nguyễn Ánh sinh ngày 8 tháng 2 năm 1762, mất ngày 3 tháng 2 năm 1820, là vị hoàng đế đã sáng lập nhà Nguyễn, triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Thời kỳ Nguyễn Ánh xưng vương, lấy liên hiệu là Gia Long, bởi vậy Nguyễn Ánh thường được biết đến với cái tên vua Gia Long. Trong thời kỳ đất nước rối ren, cường hào ác bá nổi lên như lấm, đất nước bị phân chia đảng trong đảng ngoài, thường xuyên có xung đột chiến tranh loạn lạc, đời sống nhân dân vô cùng khổ cực. Thời điểm đó, người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã dựng cờ khởi nghĩa, dẹp tan hai chúa Trịnh Nguyễn, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hàng thế kỷ. Ấm ức trước việc Nguyễn Huệ lật đổ dòng họ chúa Nguyễn, tháng 2 năm Giáp Thìn 1784, Nguyễn Ánh sang Siêm La hội kiến với vua Siêm La là Chất Chi tại Vọng Các, Bangkok. Vua Siêm La sai hai tướng là Chu Tăng và Chu Xương đem 2 vạn thủy quân cùng 300 chiến thuyền sang giúp. Ngoài ra còn có 3 vạn quân bộ tiến sang Chân Nạp với danh nghĩa giúp vua Chân Nạp, nhưng thực chất ý đồ nhằm tạo gọn kìm phía Tây, chờ cơ hội tiêu diệt quân Tây Sơn. Quân Xiêm nhanh chóng lấy được Rạch Giá, Ba Thắc, Trà Ôn, Mân Thiết, Sa Đéc và ra tay cướp phá bừa bãi, hãm hiếp phụ nữ, gây lên cảnh tang tóc đau thương, người người đều căm hờn. Nguyễn Huệ đem binh vào đánh giặc. Tại đây đã diễn ra một trận thủy chiến nổi tiếng trong nghệ thuật quân sự nước ta, tại Rạch Ngầm và Xoài Mút đánh tan tành thủy quân nhà Xiêm. Một trận quyết chiến diễn ra trong không đầy một ngày đã tiêu diệt gần như hoàn toàn 2 vạn quân Xiêm. Số còn sống sót chỉ được vài ngàn người chạy theo đường thượng đạo trốn về nước. Còn Nguyễn Ánh phải chạy tháo thân sang nhà Xiêm, sống kiếp chui lùi luồn cuối của kẻ vong quốc. Mặc dù vậy, hắn vẫn không quên ý định quay về làm hoàng đế nước ta. Hắn liên tục tích trữ đạn dược, vũ khí, chiêu binh mãi mã để chuẩn bị cho chiến sự. Mặc dù có tham vọng lớn như vậy, nhưng bản chất của Nguyễn Ánh vẫn chỉ là kẻ cơ hội, bất chấp thủ đoạn hèn hạ để giành được ngôi báu. Ngày 28 tháng 11 năm 1787, sau khi giao con trai là Hoàng Tử Cảnh cho giám mục Bá Đa Lộc làm con tin cho Pháp tại cung điện Versailles, đã chính thức diễn ra hiệp ước phòng thủ tương trợ lẫn nhau, gọi tắt là hiệp ước Versailles. Nội dung chính là về việc vua Pháp cung cấp cho Nguyễn Ánh 4 chiến thuyền cùng 1.200 bộ binh, 200 pháo binh và 250 lính da đen châu Phi và các phương tiện trang bị vũ khí tương ứng khác. Ngược lại, Nguyễn Ánh chấp thuận nhường cửa biển Đà Nẵng và quần đảo Côn Lôn cho Pháp, cho phép người Pháp được quyền tự do buôn bán và kiểm soát thương mại của người nước ngoài ở Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho sự chiếm đóng của thực dân Pháp hơn một thế kỷ trên đất nước ta, gây cho nhân dân ta không biết bao nhiêu đau thương mất mát mà lịch sử vẫn còn ghi lại. Trong tác phẩm Lịch sử nước ta năm 1941, Lãnh tụ Hồ Chí Minh, người đưa đất nước vượt qua 2 cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, đã viết về Nguyễn Ánh như sau: Gia Long nại giấy can qua, bị Tây Sơn đuổi chạy ra nước ngoài, tự mình đã chẳng có tài, nhờ Tây qua cứu tính bài giải vây, lay ta mất nước thế này, cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà, khác gì cõng rắn cắn gà, rước voi dày mà thiệt là ngu si.